Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас с началом сентября, учебного периода. Нас здесь на площадке сегодня как-то очень маловато. Хил? Đến với webinar ngày hôm nay của chúng ta. Thì sau đây chúng ta sẽ bắt đầu webinar của mình như thường lệ. Я думаю так, что мы в любом случае проведем сегодня вебинар. И если у нас на следующий раз соберется столько же людей на начало вебинара, то мы его не будем начинать. Хил. Cũng không biết là lý do vì sao mà hôm nay chúng ta lại có hơi ít người tham gia webinar. Chúng tôi nghĩ là nếu mà trong trường hợp lần tiếp theo mà chúng ta tổ chức webinar, khi bắt đầu webinar mà có số lượng người tham gia ít thế này thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại. Итак, значит, что мы сегодня с вами здесь посмотрим? Я надеюсь, что это будет полезно для всех. Здесь вопросы, которые, значит, мы сегодня будем рассматривать. И Хео, зачитайте их, пожалуйста. Или прокомментируйте. Хео. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất là tại sao mà lại không xây dựng dự án 21 km tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để vận chuyển hành khách. Thứ hai là liệu mùa thu trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ đón nhận cái bài phát biểu của ngài UNESCO tổng kết giai đoạn như thường lệ hàng năm hay không? Và chúng ta sẽ có bao nhiêu cổ phiếu được đưa ra IPO cũng như là các cái câu hỏi khác thì các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình của chúng ta như bây giờ. Начну с первого вопроса. Был задан вопрос, почему не строится в Объединенных Арабских Эмиратах проект 21 километр? Значит, там, наоборот, человек ошибся, не 21 километр, а 15 километров, 21 станция на 15 километрах для перевозки пассажиров. Кто сказал, что она не строится? Она строится. Вот, подготовлены документы, там есть свои нюансы, идет утверждение этих документов, получение там разрешительных сертификатов, и после этого заключаются договора со строительной корпорацией, делаются заказы на материалы и так далее, и так далее. То есть работа идет. Пока еще, чтобы начинать строить, надо все это проделать. Хил. Câu hỏi này thì chúng tôi nhận được, có lẽ là cái bạn mà đặt câu hỏi này có hơi nhầm lẫn một chút, tức là dự án xây dựng không phải 21 km tại UAE mà là cái dự án xây dựng 15 km với 21 trạm dừng tại UAE vận chuyển hành khách. Thì dự án này hiện nay nó vẫn đang thực hiện, chẳng qua là chúng ta chưa thấy nó tiến hành xây dựng thôi, nhưng mà các công việc liên quan tới ký kết hợp đồng nghiên cứu sơ bộ và đặt hàng các vật liệu thì đang được tiến hành. Поэтому с этим проектом узнаете, услышите, как только дело пойдет дальше. Значит, что у нас следующее? Следующий вопрос, состоится ли осенью выступление Юницкого на запрошедший? Да, будет. Будет, похоже, что это будет в начале октября или в первой половине октября, скорее всего. Вот, и будет очень такое, как бы, четкое, хорошее онлайн-выступление с показом материалов, и для всех это будет заранее объявлено, и все будут предупреждены, и это такое будет зрелищное как бы мероприятие. Хел. Câu hỏi thứ hai liên quan tới một sự kiện hàng năm thì chúng ta sẽ thường thấy là ngày chủ tịch UNESCO sẽ có những bài phát biểu để tổng kết giai đoạn vừa qua. Thì trong năm nay cũng sẽ như vậy, dự kiến là trong tháng 9 này thì sẽ có một sự kiện online như vậy và trong đó ngài chủ tịch sẽ trình bày những thông tin mà để tổng kết cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về những công việc đã được thực hiện trong thời gian qua. Теперь третий и четвертый вопрос.
Я как бы поясню на слайде. Và các câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày trực tiếp trong các slide sắp tới đây. Значит, первый под вопрос, сколько акций будет включено в IPO? Câu hỏi đầu tiên là chúng ta sẽ có bao nhiêu cổ phiếu được đưa vào IPO? Значит, здесь видно, что это в IPO будут включены акции количество на биржу, видите, на биржу, выйдет акции B в объеме 33,875% плюс 3 свободных акций. Và trong giai đoạn đầu tiên khi mà lên sàn chứng khoán thì chúng ta sẽ đưa vào đấy là cổ phiếu hạng B với số lượng là 33,875% cộng thêm 3 cổ phiếu tự do nữa. Это те акции, которые свободны. А в принципе считается, что если будут реализованы все акции, то у нас, у всех и плюс еще у кого-то будет 33,875 минус 3 акции. Плюс 2%, которые зарезервированы для RCG, Royal Capital Group. Và trong trường hợp mà bán hết cổ phiếu thì chúng ta sẽ đưa vào đấy là thêm 33,875% trừ đi 3 cổ phiếu tự do nữa, cộng thêm 2% số cổ phiếu đang là dự phòng ở quỹ RCG đó. Таким образом, вот это примерно то, в принципе, то, значит, соотношение. Сегодня, тут есть один вопрос. Сегодня мы не знаем, какие акции целесообразно будет выводить на IPO. Это будут ли свободные акции Евразин, Rail Sky Systems Holding, или это будут акции, B-акции Global Transport Investment. Но в любом случае... они будут выводиться. И будут выводиться так, чтобы всем было выгодно. Чтобы нам это было выгодно. Hiện nay thì chúng ta chưa được tiếp cận với thông tin xem là những cổ phiếu nào sẽ được đưa ra IPO, đó là các cổ phiếu hạng B của GTI hay là các cổ phiếu của RSH. Nhưng mà trong bất kỳ trường hợp nào thì cái quyết định cuối cùng liên quan tới việc này cũng luôn được đưa ra trên cơ sở là để sao cho có lợi nhuận tốt nhất, lợi nhuận cao nhất cho tất cả chúng ta. Теперь четвертый вопрос, как будут поступать и образовываться и поступать дивиденды и как можно продать часть акций. Сейчас я об этом немножко расскажу вам. Câu hỏi tiếp theo liên quan tới việc là chúng ta sẽ nhận cổ tức như thế nào và cái việc bán cổ phiếu của chúng ta thì sẽ diễn ra ra làm sao trong slide này thì chúng tôi sẽ trình bày những cái điều đó với các bạn. Основной базой для дивидендов это доходы от всех проектов, адресных проектов и доходы от эксплуатации уже созданных транспортных средств, которые поступают в GTI. Это основной доход, основная статья доходов, из которых формируются дивиденды. Хео. Lợi nhuận chủ yếu chính để đưa vào cho chúng ta những cổ tức đấy là lợi nhuận từ tất cả các dự án bao gồm các dự án mục tiêu và việc khai thác vận hành mạng lưới vận tải đã được tạo ra. Вторая группа доходов это доходы от значит площадки от площадки Skyway Global Token от и от блокчейн платформы. Это очень большая статья доходов будет. Và nguồn thu lợi nhuận thứ hai cho chúng ta đấy là từ nền tảng Skyway Global, nền tảng token. И третья статья это будут или третья группа доходов это доходы связанные с проектами развития, которые будут как бы образовываться за счет прибыли 80%, которая получается, да, за счет этой прибыли будут проекты различные развития там могут быть абсолютно новые направления и так далее. Доходы от этого тоже будут поступать сюда. И все это является основой для расчета
годовой прибыли, 100% годовой прибыли, которая пойдет на распределение. Hiểu. À, các bạn có nghe thấy mình nói rõ không ạ? Tại vì tiếng của mình được thu gián tiếp nên là chắc chắn là sẽ bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn tiếng của ông Vladimir Maslov. Nếu mà thấy nhỏ quá thì các bạn có thể phản hồi lại để cho mình cố gắng nói to lên một chút. Về vấn đề chúng ta đang nói là liên quan tới các dự án thì ngoài hai cái mục lợi nhuận chúng ta vừa nói ra thì sẽ còn các lợi nhuận liên quan tới dự án thành phần. Thì tất cả số đó nó sẽ được đưa vào GTI và tính thành tổng lợi nhuận của cả năm. Thì từ cái 100% lợi nhuận cả năm đấy thì chúng ta sẽ chia ra thành cổ tức cho chúng ta. Как знать, что 20% или 1/5 уходит на тех, кто владеет акциями Б, то есть кому? Вот этим компаниям, да? А 80% уходит на развитие, проекты развития. Все ли 80, но большая часть пойдет. Зачем это надо? Я позже расскажу. Объясните до сих пор. Trong số 100% lợi nhuận, tổng lợi nhuận hàng năm đấy, thì đối với những đơn vị mà nắm giữ cổ phiếu hạng B của tập đoàn thì sẽ được hưởng 20% tổng lợi nhuận năm đấy, được chia ra thành cổ tức. Còn lại số 80%, 4/5 lợi nhuận, tổng lợi nhuận năm thì sẽ được tái đầu tư lại, đưa vào các dự án phát triển. Что такое проекты развития? Проекты развития – это все то, что связано с производством, это новые модификации вагонов, это новые материалы и так далее, и так далее. Если это не делать, то проект через 3-5 лет начнет как бы тормозиться, и доходы будут уменьшаться и отсюда, и отсюда. Tại sao mà chúng ta lại cần phải có 80% tổng lợi nhuận năm đấy đưa trở lại để tái đầu tư phát triển? Thì nó sẽ dành cho các hạng mục công việc như là để mở rộng sản xuất, để phát triển các loại hình vật liệu phù hợp hay là các model cải tiến khác. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta không làm cái việc như thế thì chỉ sau vài năm thôi thì công nghệ của chúng ta sẽ bị chững lại và cái tổng lợi nhuận vô hình chung cho tất cả mọi người sẽ bị giảm xuống. Теперь, раньше чем мы перейдем к пятому вопросу, да, я бы хотел вас проинформировать, дорогие друзья, что в кабинете есть очень хороший проект, который связан с Setup 2021, чтобы получить именно курс о мастерстве переговоров и ведения предпринимательства. Прошу вас обратить на это внимание и пользоваться этим. Trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì tôi xin được thông báo với các bạn một tin tức không biết là các bạn nắm được chưa. Tức là ở trong văn phòng cá nhân của chúng ta hiện nay thì đang có một tùy chọn rất là có lợi cho các bạn. Đối với những ai mà đã tham gia vào chương trình Step Up 2021, các bạn sẽ được tham gia vào một khóa học kỹ năng đàm phán. Và trong đó thì sẽ có rất là nhiều kiến thức bổ ích dành cho các bạn. Thì chúng tôi khuyến nghị các bạn nên tham gia và tìm hiểu khóa học này. Автор этого курса Майкл Бенг, с которым мы сотрудничаем, он специально для Skyway Community подготовил, ориентированно на проект Skyway, подготовил вот этот курс. Tác giả của khóa học này là ông Майкл Бенг. Ông là một chuyên gia có tiếng ở trong lĩnh vực bán hàng, tham gia nhiều tập đoàn nổi tiếng trên thế giới rồi. Так. Значит, идем дальше, дорогие друзья, с вами. Поступил еще вопрос, был он... последний, да? Да, последний вопрос, пятый вопрос. Как оформлять документы, если муж умер, и нужно получить его личный кабинет, акции по наследству и так далее? Хео. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay đấy là liên quan tới việc thừa kế đối với văn phòng cá nhân. Значит, подается заявление, где указывается электронная почта партнера, который ушел в мир иной, фамилия, имя,
и все инициалы умершего, электронная почта наследника, и создается личный кабинет, его надо зарегистрировать, личный кабинет наследника, если он раньше его не имел. И его тоже сообщить заявление. Liên quan tới thủ tục thừa kế này thì để mà thực hiện cái quá trình thừa kế văn phòng cá nhân và các cổ phần ở trong đó thì các bạn cần phải gửi cho chúng tôi một đơn trong đó bao gồm các thông tin sau. Thứ nhất là email của người đã mất cái văn phòng cá nhân của họ, email như thế nào, họ tên cũng như là email của người thừa kế. Nếu mà người thừa kế mà chưa có văn phòng cá nhân thì sẽ cần phải tạo mới văn phòng cá nhân và tiến hành xác minh nó. Теперь прикладываются следующие документы или скриншоты документов. Это как приложение, которое должно быть приложено сюда. Và sau đó thì kèm theo cái thông báo gửi cho chúng tôi như vậy thì các bạn sẽ cần gửi kèm các ảnh chụp giấy tờ theo danh sách ở trên slide mà các bạn nhìn thấy. Это первое, это свидетельство о смерти. Именно, скажем, умершего партнера, что он умер, есть официальное свидетельство, что он ушел в мир иной. Далее прикладывается справка от нотариуса о наследовании, что именно наследником является лицо, которое представляет эти документы. Но этого еще мало. Я прокомментирую, почему. Hai giấy tờ đầu tiên mà các bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi, đấy là đầu tiên là giấy chứng từ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc là chủ của văn phòng cá nhân đã qua đời. Giấy tờ thứ hai là xác nhận của công chứng viên hoặc là văn phòng công chứng địa phương liên quan tới việc là người thừa kế có quyền được nhận thừa kế các tài sản bao gồm văn phòng cá nhân và các cổ phần ở trong đó. Желательно, чтобы в справке, вот в этой справке нотариуса, да, вот в этой справке, было бы указано, значит, перечислено все, что наследует в данном случае наследник от умершего партнера. Это, значит, личный кабинет, начальные, конечные номера акций, согласно выписке из реестра, если было завещание или если эта информация известна. В двух случаях. Первый. Было завещание или было просто известно наследнику вот эти все данные. Trong ở cái bước này thì chúng ta sẽ có chia ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là có di chúc và trường hợp thứ hai là chỉ đơn thuần là người thừa kế biết được là ở trong văn phòng cá nhân của người đã qua đời họ biết được các cái thông tin quan trọng là số đầu và số cuối của các cổ phiếu theo trích lục từ sổ đăng ký RSH. Третье. Копии документов наследника. Наследников их может быть и больше, не только один человек, да, может быть там много сыновей, там сыновей дочери или еще кто-то там, может быть сосед наследника. Вот. Номер сертификатов, если они известны, номера сертификатов, да. Личный кабинет наследника. Наследников может быть верифицирован, должен быть верифицирован на момент подачи заявки. Это вот то, что здесь говорилось. Этот кабинет должен быть верифицирован. Và giấy tờ thứ ba là liên quan tới xác minh danh tính của người thừa kế, ví dụ như hộ chiếu, chứng minh nhân dân và thông tin xác nhận là người thừa kế đã có văn phòng cá nhân xác minh tại thời điểm gửi yêu cầu. На этот вопрос здесь я коротко вам сказал, но на этот вопрос в личном кабинете в разделе документы будет инструкция или, ну, скажем, этот материал будет с более широким таким как бы пояснением тоже представлен, чтобы можно было бы печальный тот момент, когда он произойдет, не волноваться, посмотреть, что и как надо сделать. Хел. Trên đây thì chúng tôi mới chỉ nói sơ bộ cho các bạn một cách ngắn gọn nhất để các bạn hình dung được là quá trình nó sẽ bao gồm những cái bước như thế nào. Còn chắc chắn là trong thời gian sắp tới ở trong mục tài liệu trong văn phòng cá nhân thì các bạn sẽ thấy hướng dẫn chi tiết về cái về cách chúng ta cần phải xử lý trong trường hợp không may như vậy. Теперь возникает вопрос следующее. Возникают вопросы, где мы сейчас находимся по
Значит, по СТО в связи с Global Skyway Global Token. Vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn trao đổi với các bạn ngày hôm nay là liên quan tới hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn nào của cái quá trình STO và chúng ta có những kỳ vọng nào trong thời gian sắp tới đối với nó. Мы сейчас находимся в точке около нее. Это где идет работа на узнаваемость проекта и подготовка его, чтобы выйти токен вывести на биржу. Сегодня уже 1, 2, 3 сентября. 1 июля давно прошло, но мы еще куда не вышли. Настя. Хео. Và hiện nay thì chúng ta đang ở trong giai đoạn là chuẩn bị để đưa các token ra lên sàn. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chuẩn bị các thủ tục hồ sơ tài liệu liên quan tới cái việc đó. В общем, Юницкий примерно так и прогнозировал, что минимально 2-2,5 месяца, максимально 3-4 месяца в связи с пандемией, в связи с карантином. Наши подрядчики, которые нам готовят вывод на СТО, все юридические документы не успеют раньше, чем за 2-4 месяца подготовить. Поэтому мы сегодня уже на 2 месяца опаздываем. Хео. Và rất đáng tiếc là hiện nay thì chúng ta nếu mà theo lịch kế hoạch ban đầu thì chúng ta đã bị chậm mất 2 tháng so với lịch kế hoạch được đề ra. Cái việc đấy là do dịch bệnh diễn ra nên là đơn vị phát triển của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề chuẩn bị các hồ sơ liên quan. Và ông Anatoly Nitsky thì dự kiến là tối thiểu chúng ta cần thêm 1-2 tháng nữa, tối đa là sẽ là 3-4 tháng nữa để mà đưa được token lên sàn. В связи с этим я бы хотел вам значит, еще сказать, что тут я воспользовался информацией, которая проскакивает в чатах, что какова шанса на реализацию СВ-токена, каковы шансы на реализацию или платформ, использующие блокчейн-технологии. Я хочу вам сказать, перечислить следующее. Хел. Và dựa trên cái cơ sở các thông tin mà chúng ta nhận được và tình hình như vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là về những cơ hội mà để thực hiện cái token Skyway Global này và việc là sử dụng nền tảng công nghệ blockchain hiện nay thì sẽ phụ thuộc vào những cái vấn đề như sau. От кого это зависит? В первую очередь это, естественно, от разработчика платформы и всех создаваемых и вводимых ею функционалов. Потому что много функционалов вводятся, используются и как бы тестируются в Мариной горке. Trước tiên là nó phụ thuộc vào đơn vị phát triển nền tảng và mọi chức năng được tạo ra đưa vào trong nền tảng blockchain đó. Ở trong đó có rất là nhiều chức năng khác nhau và nhiều trong số đó đang được thử nghiệm ở Marina Gorka rồi. Почему кто-то скажет, что это масло говорит о Мариной горке? Да дело в том, что, дорогие друзья, в первую очередь SVG токен и блокчейн платформа это не для того, чтобы торговаться и выходить на биржу, и это большой бизнес. Нет. Основной бизнес и база блокчейн-платформы – это все операции по управлению проектом Skyway. От рождения идеи, идеи спроектировать что-то, до реализации и эксплуатации. Все сюда входит, все. Вот что важно. И это будет и делается уже на базе блокчейн-технологии. И для этого тоже разрабатываются функционалы. Это самое дорогое в этой блокчейн-платформе. Хео. Trước hết thì chúng ta cần phải nhấn mạnh một việc là Skyway Global Token nó không phải là một cái thứ chúng ta làm ra chỉ để sau này đưa nó lên sàn giao dịch mua đi bán lại và như thế chúng ta tạo ra được một cái việc kinh doanh to lớn, điều đấy là không phải. Mà việc tạo ra và ứng dụng token này nó mang ý nghĩa quyết định đối với việc quản lý tất cả mạng lưới hệ thống đường Skyway sau này. Nó mang những cái công nghệ giúp cho chúng ta quản lý được tốt hơn tất cả dự án, vòng đời dự án từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. И вот в этой части именно функционалов, которые являются функционалами управляющей системы и создания всей системы управления транспорт, проектированием, созданием транспортных средств, управлением и их эксплуатацией, здесь мы идем даже с опережением.
Và dù là đơn vị phát triển đang có chút chậm trễ liên quan tới việc đưa vào nền tảng token này, nhưng mà điều đó không làm giảm các cơ hội của chúng ta về các hệ thống và dự án. Thì ông Vladimir Maslov cho rằng là chúng ta đang diễn ra vượt dự kiến về các hoạt động liên quan tới thiết kế và tạo lập vận tải. И главное здесь, дорогие друзья, прочитайте, что здесь написано. Это очень важно для упрощения. Вот, это самое главное. Это то, что сам проект, именно автоматизированный безопасный транспорт, и шансы огромные. Это практически новый продукт создается. И он является, вот он является здесь одним из источников, вот он здесь, видите. Доходов, которые поступать будут в GTI. Hill. Và điều quan trọng nhất đối với chúng ta hiện nay đấy là cơ sở của các nền tảng kiến tạo ra sự quản lý tự động hóa và an toàn đối với tất cả mọi quá trình. Thì trong đó các quá trình đó bao gồm quá trình thành lập, phát triển cũng như là tương tác với nhà thầu, nhà cung ứng. Thì tổng thể tất cả lại, đây là một cơ hội khổng lồ, và điều quan trọng là liên quan tới token Square Global, nó là một thực tế là một sản phẩm mới. И здесь самое важное нам то, что нет аналога в мире, и для нас, как и для соинвесторов и совладельцев корпораций, это то, что это новая бизнес-среда, владельцем которой является наша корпорация, и мы в том числе. Хел. Và việc đưa vào nền tảng này sẽ hình thành nên một môi trường kinh doanh mới mà chính chúng ta là người sở hữu tập đoàn của chúng ta sở hữu cái môi trường kinh doanh mới này. И в связи с этим я бы хотел сказать еще раз напомнить вам, что три причины, когда следует переносить фокус инвестирования на Skyway Global Token. А сейчас главное концентрироваться на технологии и на проекте. Вот эти три причины, когда они сбудутся, я рекомендую, я, Владимир Маслов, рекомендую тогда переносить фокус на именно на SVG токен. Я сейчас перечислю эти три причины. Kiều. Và dựa trên tình hình như vậy thì ông Vladimir Maslov có khuyến nghị đối với các bạn về ba lý do mà các bạn đặt ra để các bạn có thể thấy được là khi nào thì chúng ta cần chuyển tiêu điểm chú ý sang đầu tư vào token Skyway. Первое, это когда уже не будет возможности выгодно инвестировать в технологию Skyway. Ну, то есть уже будет совсем последний, может быть, этап, подэтап. И, скажем так, тем, кто уже инвестировали, есть возможность сравнивать. Хотя тут вопрос такой очень, очень сложный, просто так вот для теории. Второй вопрос, когда будет собрано из первого нулевого размещения, которое сейчас идет, да, там оно обозначено, что размещение это до 60 миллионов долларов. Так, где-то 50-60% будет собрано. Это является хорошим индикатором, что процесс пошел. И третье, когда будет проведено СТО под первый СВГ адресный проект на основе СВГ. Кел. Ba lý do đấy, đầu tiên, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta không còn cơ hội đầu tư có lời vào công nghệ Skyway thì đấy nó sẽ là vào những cái phân đoạn giai đoạn cuối cùng. Nếu mà bạn nào mà đã đầu tư trong một thời gian thì các bạn sẽ có cái nhìn nhận so sánh của riêng mình về cái việc này. Phần hai liên quan tới khi mà chúng ta nhìn thấy cái mức tiến triển thu hút từ cấp phát hành thứ nhất ở trên nền tảng Skyway Global nó đạt đến 50-60% thì đây là một cái chỉ báo tốt cho chúng ta rằng chúng ta cần chuyển tiêu điểm chú ý sang đầu tư vào hướng này. Và lý do thứ ba mà chúng ta cần phải để ý là khi mà tiến hành STO và phát hành ra những Skyway Global Token dự án riêng đầu tiên, nó được mang mã là SVGX 1 đến X N đằng sau đó, thì đấy là những cái token phát hành riêng cho dự án riêng biệt. И теперь дальше, дорогие друзья, очень важно, хочу вас познакомить с тем, что значит, компания Royal Capital Group фонд наконец сделала, ну как бы,
расторгла старое соглашение по определенным причинам, там не совсем совпадали, скажем так, дисконты, и заключила с 1 августа новое соглашение Royal Capital Group с Global Token. С Global Transport Investment, извиняюсь. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn truyền tải tới các bạn là liên quan tới công ty Royal Capital Group, quỹ RCG mà chúng ta thường hay thấy, thì từ ngày 1 tháng 8 ở bên phía này họ đang đưa vào cái những cái mẫu hợp đồng điều khoản mới, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Royal Capital Group Fund это компания, которая продает свои акции, имеет для этого лицензии. Она абсолютно легальная, и для ее бизнеса зарезервировано 2% акций, акций Global Transport Investment, то есть из вот этих 69% 2% зарезервированы для инвестиций через Royal Capital Group. И как это происходит, я сейчас вам объясню. Về công ty Royal Capital Group này thì các bạn có thể thấy là công ty này là công ty được thành lập mà cho phép bán cổ phiếu riêng, nó có toàn bộ các giấy được đăng ký đều hợp pháp liên quan tới cái việc kinh doanh chứng khoán này, và trong vốn của công ty Royal Capital Group này thì nó có 2% cổ phiếu ưu đãi hạng B. И здесь видно, что инвестор покупает акции Royal Capital Group, вот, инвестирует в проект GTI, или наш, тот же самый наш проект. Фонд получает, фонд Royal Capital Group получает B-акции, привилегированные, да, GTI, а инвестор, купив эти акции Royal Capital Group, становится владельцем привилегированных акций GTI через Royal Capital Group, то есть вместе с Royal Capital Group становится владельцем. Эта деятельность вся легальная, полностью имеет все лицензии. Но, тут есть но, инвестиции начинаются от 10 тысяч евро, не менее. Hiểu. Và khi mua cổ phiếu của quỹ này thì các bạn cấp vốn cho dự án GTI và các bạn sẽ thành trở thành chủ sở hữu của các cổ phiếu đặc quyền GTI thông qua cổ phiếu của quỹ. Cái việc này thì nó hoàn toàn hợp pháp, và tất cả mọi quá trình trong khi mà các bạn thực hiện cái quá trình giao dịch này thì nó đều được cấp phép cả, nên là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên là có một cái điểm mà sẽ giới hạn số lượng người có thể tham gia vào, đấy là cái số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu là 10.000 euro. Как это происходит? Например, я заинтересовался приобрести акции Global, извиняюсь, акции Royal Capital Group. Инвестирую 10 тысяч евро, и это значит, что Royal Capital Group покупает, взаиморасчет производит Global Transport Investment, и к нему поступает 660 тысяч акций. Вот. И это очень важно, и становится, как бы капитализируется за счет моей инвестиции. А я получаю соответствующие две акции Royal Capital Group. Giao dịch đối với quỹ Royal Capital Group này thì nói ngắn gọn thì nó có thể hình dung ra được như thế này: khi mà ví dụ các bạn một người quan tâm tới việc đầu tư thông qua quỹ này, các bạn có 10.000 euro, các bạn chuyển khoản tới quỹ thì điều đó cho phép quỹ vốn hóa trở thành 660.000 cổ phiếu, thì bù lại thì các bạn sẽ nhận được hai cổ phiếu từ quỹ Royal Capital Group, dựa thảm là số 660.000 cổ phiếu đặc quyền GTI kia. И эти условия действуют от 5000 евро. Первый раз надо 10 тысяч, а дальше можно по 5000 инвестировать. И это действует, эти условия, вот с таким дисконтом, они действуют до 150 тысяч евро. Кео. Đối với số tiền ban đầu tư tối thiểu ban đầu là 10.000 euro, còn sau đó rồi thì mỗi lần đầu tư có thể từ 5.000 euro tới 150.000 euro theo chiết khấu như bên trên, là 10.000 thì nhận được 660.000 cổ phiếu.
Теперь, что я еще хотел вам сказать, поэтому будет отдельно, и всю эту деятельность, связанную с Royal Capital Group, будут осуществлять посредники-агенты. Об этом будет проведено дополнительное обучение и так далее. Об этом будет еще сказано. Это такая общая информация для вас. Хео. Còn liên quan tới quỹ Royal Capital Group này thì sau này chúng ta sẽ có cái sự đào tạo bổ sung liên quan tới nó. Теперь такая еще информация вам очень важная, чтобы вы поняли, что иногда задают вопрос, а сколько у нас еще осталось акций, которые можно как бы, ну, залог получить. Вопрос в том, что всего по финансовому плану должно быть 60 миллиардов 500 миллионов и так далее. Для инвестиций, осуществления инвестиций по бизнес-плану 236 миллионов долларов в проект, да, чтобы все сложилось. Фактически же, акции по объеме 279, 60 и 279 разделить пополам 139. То есть половина только еще использована будет, если мы доведем проект до конца. Хео. Và liên quan tới khía cạnh đầu tư vào dự án thì chúng ta cũng nhắc lại một số con số mà để chúng ta có thể nắm được liên quan tới cổ phiếu bảo đảm cho dự án. Thì tổng cộng chúng ta trong 15 giai đoạn theo kế hoạch kinh doanh thì với bảo đảm là 60,5 tỷ cổ phiếu cho khoản đầu tư 236 triệu đô. Trong đó thì chúng ta chú ý là dự án Skyway thì phân ra tổng số cổ phiếu ở mức là 279 tỷ. Và trong đó thì nó chính là con số là 50% tổng giá trị định mức của tập đoàn trừ đi 3 cổ phiếu tự do. То есть по плану было столько, фактически у нас 50% от этой суммы минус 3 акции может быть. То есть есть еще резерв большой. Это очень важно знать. Спасибо. Хео. Và tóm lại thì từ các con số thì các bạn nhớ một điều là hiện nay thì cái số lượng cổ phần dự trữ của chúng ta có đủ để cho chúng ta thực hiện các cái kế hoạch của mình, đảm bảo cái quyền lợi của mình đối với dự án. И теперь напоследок моего выступления я дальше передам слово к уважаемому коллеге Франческо Солору. Хотел вас ознакомить, если вы не обратили внимание, заключение независимого аудитора по компании ZAO Струнные Технологии, то есть по компании, которая 100% является дочерней компанией Global Transport Investment и фактически компанией, в которой львиная или основная доля всех инвестиций капитализируется. Хео. Tiếp theo thì thời gian vừa qua thì chúng ta cũng nhận được công bố về kết luận kiểm toán độc lập đối với công ty Mitsui String Technology. Thì đây là một công ty con thuộc tập đoàn GTI và có thể coi là công ty mang tính xương sống của tập đoàn tại vì nó thực hiện tất cả công việc liên quan tới thiết kế phát triển dự án. Это просто я показал, что такое есть. Первая страница и подпись в конце. И самое важное, что внутри для нас важно. Для нас важно, что это активы. Активы компании 69 миллионов. Вот, уставной капитал 69 миллионов. И второе, то, что является, как бы, составляет капитал и обязательства тоже 69 и 0,39 миллиона. То есть баланс находится, все компания находится в балансе, и пассивы, и активы в балансе. И самое главное, их уровень 69 миллионов. Плюс еще то, что в шарже капитализировано. Я не могу сейчас сказать, потому что это компания, которая не 100% принадлежит Global Transport Investment, и ее как бы баланс не подлежит публикации. Но мы можем предположить, что там тоже есть уже достаточно большая сумма. Поэтому то, что было озвучено в выступлении Юницкого, 80 и более миллионов сейчас у нас так называемый капитализированный в имуществе капитал, а соответствует действительности. Хео.
Và thông qua kết luận kiểm toán độc lập này, chúng ta có thể thấy được những con số rất là khả quan liên quan tới tổng tài sản của công ty cũng như là vốn điều lệ, tổng vốn sở hữu và nợ. Nhìn chung thì hiện nay cán cân vốn sở hữu, nợ, cán cân hạch toán của công ty đang ở trạng thái rất là tốt. Có một điều nữa mà trong báo cáo kiểm toán này chưa được trình bày, đấy là liên quan tới những tài sản của chúng ta vốn hóa được tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở Sharjah hiện nay. Thì rất tiếc là liên quan tới ở chỗ Sharjah thì không phải 100% vốn của GTI nằm ở trong công ty đang xây dựng ở Sharjah đấy. Chúng ta chỉ chiếm một phần thôi, và chính vì thế nên là chúng ta không được cung cấp công khai các cái thông tin liên quan tới công ty ở đó. И есть еще такой маленький нюанс, за счет чего есть основание полагать, что баланс больше. Вот если посмотреть нематериальные активы, 4 миллиона, это то, что является активами, которые мы покупаем у других. Но надо учитывать, что мы сами, или ЗАО «Струнные технологии» тоже разрабатывает проектную документацию, и она здесь пока не оценена. Và trong báo cáo kiểm toán này thì có một mục cỡ 4 triệu đô, các bạn có thể thấy là các tài sản phi vật chất. Thì đấy là cơ sở để mà chúng ta có thể nhìn nhận là ngoài các cái con số mà chúng ta nhìn ra ở đây thì chúng ta có thể thấy được những phần khác rất là khả quan của công ty. Таким образом, дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Я передаю слово уважаемому коллеге Франциску Солору. Я благодарю вас, коллега Хео, за перевод хороший. И желаю всем хорошего начала учебных сил и здоровья. Всего доброго. До встречи. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cho anh Thế và ông Francisco Sola. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem vás do Vietnamu. Veľmi rád, že tu opäť môžeme byť spoločne s vami. Xin chào tất cả anh chị em. Rất là vui chúng ta lại được gặp nhau tại Ja si myslím, že není potřeba se osobitně představovat, každý vás zná. Ông Sola nói rằng là bây giờ có lẽ là ông không cần phải giới thiệu với anh chị em, tất cả đều là ông rồi. My se s Vladimírem každý diskutujeme o tom, jaká je situace tady u nás, jaká je situace u vás ve Vietnamu, protože samozrejme, velice rádi by sme opäť leteli do Hanoje, pozdraviť vás, stretnúť vás osobitne, osobne. Vladimír và tôi cũng thảo luận với nhau việc đi sang Việt Nam bây giờ như thế nào. Để trong lúc này cũng là thời buổi khó khăn đấy, nhưng mà sang thế nào để mà còn làm việc. Vậy sami víte, situace ve světě ohledně koronavírusu, že teďko to není možné. Các bạn đều biết ấy, tình hình đại dịch COVID hiện nay đang vào cái thời gian cũng đã khó khăn, cho nên là chúng tôi cũng chỉ biết đi như thế nào, cũng là một cái vấn đề khó khăn cho cả toàn thế giới. My jsme se s Vladimírem, že týhletí prezentace budeme dělat každý čtvrtek měsíci. V 20 hodin času. Tôi và ngài Vladimir cũng thống nhất với nhau là những cái buổi webinar thì chúng ta làm vào thứ năm và prosím každý čtvrtek. Každý první čtvrtek. Aha. Có nghĩa là cái bộ ngày vào ngày thứ năm của cái tuần thứ nhất của hàng tháng thì chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi webinar như thế này. No a samozřejmě okrem tohleto webinára já budu dělat
webinár s top expertami. To bude speciální webinár a ten též bude raz v měsíci. Và đồng thời là ông Sola cũng sẽ làm cái buổi webinar đặc biệt dành cho các top expert. A budeme to dělat přes systém Zoom. Nebudeme to dělat přes Mirapolis, protože i dnes mnoho lidí, mnoho našich přátel, klientů Skyward Community má problém se připojit. Tất nhiên là sắp tới là chúng tôi sẽ làm qua Zoom chứ không làm qua cái Mirapolis, bởi vì rất là nhiều người nói rằng là không thể vào được cái mạng của Mirapolis của tập đoàn. No, já bychom vám velice krátce odprezentovat některé novinky, které máme v naší společnosti Skyward Community. Như tôi đã nói với các bạn ấy về cái ở trong cái trang của Skyward Community. Ale předtím, jak se prezentaci, já bych vám ze srdce chtěl poděkovat za vaši práci, kterou jste odvedli minulý měsíc. Trước hết ấy, thì tôi cũng muốn chân thành cảm ơn các bạn về những công việc mà các bạn vừa thực hiện được trong những tháng vừa rồi. Já připravím podrobnosti pro top experti příští týden ISO systému Level Up. Můžu vám říct z krajín, kde máme business, opět tam byl na prvním místě. Trong tuần tới thì tôi cũng chuẩn bị cái webinar dành cho các top experts và cũng sẽ nói về cái vấn đề cái giải thưởng Level Up vừa rồi đó. Za co vám ještě jednou děkuji vám. Cũng nhờ những việc đấy mà tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Já bych sem začal s investičním balíčkem Step Up 2021. Určitě mnozí z vás vědí, že ta možnost získat diskont 1:90 se prodloužilo do 15.9. Như các bạn biết ấy, thì cái chương trình Step Up 2021 mà với chiết khấu 1:90 á là đã được hạn tiếp cho đến giữa tháng 9 á. Čiže ještě máte možnost teďkom využít vašich známých přátel, aby mohli získat takýto velice vysoký diskont ze svých investic. Có nghĩa rằng là bây giờ các bạn có một cái cơ hội để chia sẻ cho không chỉ bản thân mà cho các bạn bè mình về cơ hội để đầu tư vào đây với một chiết khấu cao hơn. Samozřejmě udělali jsme to, protože jsme dostali veliký počet žádostí od našich investorů koncem letních prázdnin, aby byla tam ještě nějaká možnost dělat tyhle investice s tím diskontem, nebo mnoho lidí bylo na prázdninách, nebyli doma, se střetávali s přátelmi, tak my jsme samozřejmě vyšli v ústretí a ještě do 15. septembra, do 15. září, jak jsem říkal, je ještě ta možnost do půlnoci. Cái lý do tại sao mà chúng tôi gia hạn đến ngày 15 tháng 10 tháng 9 đấy là các nhà đầu tư của chúng tôi ấy, có nhiều người họ đề nghị là gia hạn, lý do là vì vừa rồi ấy là có những cái kỳ nghỉ hè cho nên họ đi vắng, rồi có nhiều cái lý do vì cái chi phí của kỳ nghỉ hè vừa rồi cho nên là họ không kịp để đầu tư vào cho cái gói Step Up 1:90. Cho nên là tập đoàn mới quyết định là cho thêm gia hạn thêm 15 ngày nữa.
Je to dôležité vedieť, že samozrejme po 15. záži sa tie diskonty budú meniť. A diskont, ktorý teď je na ten balík za 600 dolarů, 1:50, ten sa bude meniť 1:40. A diskont na ten balík za 1200 dolarů z 1:90 sa bude meniť na 1:80. Như vậy là sắp tới từ ngày 16 trở đi thì cái chiết khấu bắt đầu là sẽ chuyển sang giai đoạn là 1:40 với cho cái gói 600 và cho gói 1.200 đô sẽ là 1:80. Čiže proto je velice důležité, aby se tyto možnosti každý, kdo se chce aktivně zapojit, aby to využili. Đấy là một cái cơ hội để cho những người nào mà tích cực để tham gia vào chương trình này là được được phép được sớm hơn để có những cái chiết khấu được cao hơn. Já bych sem vám chtěl říct, že v poslední době, ten poslední měsíc, už když se objavují oficiální videa o naší technologii od našich partnerů v zahraničí, tak se hlásí velicí investoři, kteří chtějí investovat na tady velmi slušné peníze, které můžeme říkat několik milionů dolarů. Chúng tôi cũng nói một điều với các bạn như này, trong thời gian vừa rồi, khi mà cái cuộc đầu tư vào đây vẫn diễn ra, thì và cái chương trình làm công nghệ nó vẫn đang tiếp tiến hành, thì hiện nay đã có xuất hiện các nhà đầu tư với những khối lượng lớn, tức là số lượng tiền là đến hàng triệu đô la. Teďkom samozřejmě s některými seriózními investory v Vietnamu, rokujeme s velkými serióznymi investormi z Evropy, rokujeme s investormi a s rôznymi business skupinami v Južnej Americe. A samozrejme, kdy investície uskutočnia, tak sa zmení celý chod 14-15 etapy. Trong thời gian hiện nay, chúng tôi cũng đang làm việc trực tiếp cũng với một số các nhà đầu tư tương đối là nghiêm túc với nhà đầu tư ở Việt Nam cũng như châu Âu và cũng cả phía bên Mỹ. Je potřeba vědět, že už záverečných etapách, teď 14, ty předposlední financování tohto projektu. A když se uskuteční veliké investice, to velice urychlí ukončení 4. etapy. Já předpokládám, to je můj osobní názor, že ta 15. etapa bude velice, velice krátká. Lúc mà chúng ta đang chuẩn bị đến giai đoạn hiện nay chúng ta là giai đoạn 14. Và khi mà bắt đầu đến cái đoạn gần cuối 14 ấy, thì tôi cho rằng là ngài Sula ấy, thì ngài cho rằng là trong đến cái giai đoạn 15 thì cái bước tiến nó sẽ rất là nhanh. Tôi důležité teď cũng už nebude možnost být spoluvlastníkem technologie, nebude možné spoluvlastníkem celého projektu v súlade s tým, že už nikdy nebude tam možnosť získávání podílu z kapitalizácie společnosti ze zisku, ale jen z jednotlivých adresných projektů. To je veľký rozdíl. Đến khi mà hết cái giai đoạn gọi vốn ấy, trong lúc này ấy, thì chúng ta hiểu rằng là khi mà giai đoạn 15 kết thúc thì có nghĩa là hết khả năng để sở hữu với công nghệ
về cái khả năng sở hữu công ty của nhà là sở hữu về công nghệ. Và chỉ có điều khác ấy là sau này chúng ta chỉ còn một cái khả năng là sở hữu của các cái từng cổ phần của các từng dự án, từng dự án con một. Víte, doteďka, když jsme se jenom sami, tak ty velicí investoři i ty finanční skupiny nás brali, no, může to být pravda, nemusí to být pravda. Ale teď, když nás propagují oficiálně naši partneři, hlavně Spojených arabských emirátů, tak ten náhled na společnost a náhled na tento kraj se mění. Như trước đây ấy, khi bắt đầu dự án mới mới đang còn bắt đầu ấy, thì các nhà đầu tư vậy là cũng như là các cái nhóm các quỹ đầu tư ấy, thì họ vẫn coi rằng là họ vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà còn sau này ấy, đặc biệt là sau những cái chương trình làm việc ở bên Ả Rập, bên UAE ấy, thì cái con mắt của các nhà đầu tư cũng như là các cái nhóm đầu tư ấy, các cái quỹ đầu tư đã có một cách nhìn nghiêm túc hơn đối với cái dự án của chúng ta. Momentálně máme vícero požadavků od silných investorů, od finančních skupin, kteří by chtěli přijet buď už do Šarže nebo do Marinej Gorke podívat se na technologii. A když budu vidět na vlastné oči, že naozaj všechno tam funguje, budoucí most sednout do unibusu, unibajku, tak ti investice určitě udělají. Và những thông tin vừa rồi ấy, chúng tôi cũng biết rằng là các quỹ đầu tư, các nhóm đầu tư ấy, là họ đã bắt đầu quan tâm đến cái dự án của chúng ta. Và họ đang muốn đến xem cái dự án đang chúng ta đang thực hiện ở tại UAE, rồi họ sẽ đến Minsk, đến vào cái trung tâm công nghệ đổi mới ấy, và họ đến cái công viên công nghệ, và họ sẽ được trực tiếp đến ngồi trên các xe của Skyway, và họ sẽ chạy trên đấy và sẽ bàn tiếp về cái việc tiến hành đầu tư vào. Jaká je teď situace v Spojených arabských emirátech? Všichni, předpokládám, jsme dostali informaci, že se bylo nainstalování pilížů druhé tratě pro těžkou kontejnerovou přepravu a osobní přepravu, že tam pracuje celý tým a teď se kladou inženýrské sítě. Về còn về thông tin của tại UAE ấy, thì chúng tôi đã có được cái nhận được rằng là bắt đầu trong đến cái giai đoạn thứ hai khi mà bắt các cái cột trụ ấy, cho các loại tàu vận tải hành khách cũng như là tàu vận tải hàng container, gọi là mọi thứ đang tiến hành. Že se dokončil ekologický dřevěný dom v Spojených arabských emirátech a založil se už třetí nulový kilometr. Vừa rồi tại bên UAE thì tập đoàn đã xây cái gọi là ecodome, cái ngôi nhà sinh thái, và đã đặt cái cột mốc số 0 của đường Skyway. Samozřejmě tento kilometr je symbolem už té následující technologie Spaceway, protože nulový kilometr pro projekt Skyway byl založen v Mariné Gorze, v ekotechnoparku, a první nulový kilometr ještě byl založen v Ozerách v Rusku pod Moskvou, kde se první raz uskutočnil výjezd toho ZIL po strunových kolejnicích. Tất nhiên, những cái cột, cái cọc số 0 này nó cũng là cái biểu tượng và của cái con đường, và cũng thể là bước tiếp theo đến là cái dự án của Spaceway.
Còn những cái một cái biểu tượng nữa là chúng ta nhớ là ở bên Minsk cũng là như là các nhà đầu tư chúng ta lại đến để xem, để thăm và ngồi đã chụp ảnh tưởng kỷ niệm đấy rồi. Và còn thêm một cái một cột nữa, biểu tượng nữa là tại Moscow, tức là cách đây cũng đã cũng tương đối lâu, không phải lâu lắm nhưng mà cũng tức là trước đấy hàng chục năm, trước khi mà có cái biểu tượng xây tại Gorina Marka Marina Gorka. Marina Gorka. Je to samozřejmě všechno otázka toho, jak ty práce tam pokračují, a my přece víme, že se všechno připravuje na to, co generální konstruktér pan Junický avizoval vo svojom bloku, když byl v karanténě v ekotechnoparku, že to, co se malo připravit na Expo 2020, bude teďkom všechno převedené a připravené z naší strany v inovačním centre v Šarži. Pro nás je to iba plus, protože ty klíčové delegace, ty klíčoví hráči na transportovém trhu přijedou do Šarži a přímo budou jednat a přímo budou vidět, jak ta technologie funguje. Như vừa rồi ấy, thì chúng ta có biết rằng là cái Dubai Expo 2020 ấy là vừa rồi là đã bị về dịch chuyển, thì bên tập đoàn tính rằng là cái những cái gì mà tập đoàn là muốn thuyết trình ở tại Expo 2020 ấy thì tất cả là sẽ được thực hiện ở tại trung tâm công nghệ ở tại Sharjah. Và tất cả chúng ta đến đấy là các nhà đầu tư cho đến các nhà những nhà quan tâm đến công nghệ là sẽ đến đấy để mà tận mắt chứng kiến về công nghệ của Skyway, là chính là tại tại cái trung tâm công nghệ Sharjah. Že ty klíčoví lidi, kteří na Expo do Dubaje, tak přijedou do Šarži a nebudou se rozptylovat s jinými technologiemi a budou moct samozřejmě přímo rokovat iba k věci, rokovat o naši technologii, a já pevně věřím, že ty smlouvy, které se měly podepisovat v průběhu Expa 2020 v Dubaji, se budou podpisovat v Šarži takisto, ako by to Expo bolo, se uskutočnilo. Jo? Haló? Something happened with Theo. Да, похоже, что Тео выбило. Ну да, что-то с интернетом. Да. Хео может, наверное, перевести, если ты на русском будешь говорить. Окей, я... Да, я... Окей, я думаю, все, вы будете знать, что я. Я здесь говорю, что можно это для нас очень хорошо, что Экспо не будет, и все эти ключевые люди, большие бизнесмены. Ano, jsi tu? Ano, pravím výpad, nevím proč, tak hodně okay. Krát tam si padnul. Ok, jo, Teo zde. Spasím. Aha, teda Teo pomagaj. Ok. Slyšel jsi, co jsem říkal? Ne, teď si právě ještě jednou opakuj, prosím. Ok. Z toho hlediska, že tento rok to Expo nebude v Dubaji,
Možná, že je to ešte lepší pro Skyway, protože všetky tí klíčoví delegace, klíčoví lidi přijedou přímo do Šarže na vašeho centra. Budu přímo jednat s panem Junickým o kontraktech a budu moct samozřejmě vyzkoušet naši technologii a nebudu se rozptylovat s jinými věcami, co by určitě dělali počas expa. Có nghĩa là như các bạn thấy là năm nay cái Dubai Expo ấy là đã bị đình chỉ, nhưng mà có khi đấy là một cái điều lại may mắn hơn cho chúng ta, bởi vì cái thật ra vừa rồi chúng ta cũng vì những lý do rất là nhiều lý do để mà không kịp cho Expo lần này, thì có nghĩa là tất cả những cái phái đoàn nào mà đến có quan tâm đến công nghệ Skyway thì lại được chuyển sang bên chỗ Sharjah, bởi vì họ ấy, những cái nhà mà quan tâm đến công nghệ, các nhà đầu tư quan tâm đến công nghệ thì họ muốn trực tiếp làm việc, trực tiếp đến để xem trình diễn công nghệ và để gặp ngài Unisky. Thì có nghĩa là trong thời gian sắp tới, sau khi mà cái việc tiến hành về cái thử nghiệm công nghệ và tại trung tâm công nghệ của Sharjah thì là ở đấy có nghĩa là sẽ là tốt hơn là cái khi mà có cái Dubai Expo của năm 2020 á, bởi vì là họ đến ấy, đến một cái trung tâm Expo triển lãm ấy thì họ sẽ có rất là nhiều, rất rất nhiều các cái thứ để quan tâm, và nếu mà chỉ đến Sharjah thì quan tâm chỉ có mỗi Skyway mà thôi, cho nên họ không bị những cái việc khác nó phân tán. A ja pevne věřím, že tie zmluvy, ktoré podpísať na Expo, že sa budú podepisovať přímo v Šarži. Và tôi cũng tin tưởng rằng là các hợp đồng mà đang chuẩn bị, mà có thể là chuẩn bị để ký kết ở tại Dubai Expo ấy, thì sẽ chuyển sang ký tại trung tâm công nghệ Sharjah. Co z toho plyne? Jo? A ještě jedno, vůbec jsem neslyšel. Ještě? Že co z toho plyne pro nás? À, thế có nghĩa là ông hỏi là cái điều đấy có nghĩa là gì cho chúng ta? Je potřeba si uvědomit velice důležitou věc. Bây giờ ấy, cần phải để ý một cái điều rất là quan trọng. Totiž to společnost Skyway a společně se společností Skyway My jsme na úplném začátku vývoja nového dopravního odvětví. Đấy là chúng ta ấy, là về chúng là Skyway, chúng ta bắt đầu của một cái giai đoạn của cái thỉ nguyên của một cái nền giao thông hoàn toàn mới. Teďkom si představte, jen tak pro sebe, že jste mohli mít příležitost a mohli jste být, když se začínal rozvíjet telefon v roce 1900. Có nghĩa chúng ta hãy tưởng tượng cho mình này, có tưởng tượng rằng là chúng ta đã bắt đầu một cái kỷ nguyên mới của một cái công nghệ mới, cũng như là khi bắt đầu mà có chẳng hạn như là điện thoại. Kdyby každý z nás byl v začátku rozvoja telefonu, tak už jsme všichni multimilionáři. Protože rozvoj telefonu za to období překonal velice dlouhou cestu a se zmodernizoval a dosáhl už z hlediska obchodu maximum. Có nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta đây này, những nhà đầu tư hiện nay ấy, là chúng ta bắt đầu được tham gia vào những thời kỳ bắt đầu phát triển đối với ngành điện thoại đi,
Thì cái từ cái giai đoạn điện thoại bắt đầu từ xưa đến nay họ đã có qua bao nhiêu là con đường, bao nhiêu sự nghiên cứu và sự phát triển, cái sự đã qua bao nhiêu chông gai rồi, sóng gió của các cái ngành điện thoại á, thì hiện nay là nó đang ở đâu? Thì chúng ta ấy, là cũng như là với Skyway ấy, thì chúng ta đang là cái bắt đầu của một kỷ nguyên mới của một cái ngành công nghiệp giao thông mới hoàn toàn, giống như kiểu như cái điện thoại cách đây là mấy chục năm. V tomto obrázku můžeme vidět, kolik odvětví se už rozvinulo, kolik odvětví se už vyvinulo a z hlediska investic už a z hlediska stability dosáhli to maximum. Như các bạn nhìn thấy ấy, là bao nhiêu công ty đã từng sinh sản ra và nó chạy hết thời gian bao lâu và đến bao lâu thì đã đạt được đến cái maximum của mình, tức là cái tối đa của mình. Či to je automobilový, či to je letecký průmysl, či to je internet, či to je televize, či druhé všechny tyhle ty odvětví, už my se nemůžeme vrátit na začátek. Do toho zainvestovat. Začátek už prošel. Chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái công ty mà đã chạy rồi, họ đã lên sàn rồi, đã chạy được bao nhiêu năm nay rồi, thì chúng ta không thể quay trở ngược trở lại thời gian được, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Cái việc nó xảy ra từ mấy chục năm rồi, làm sao mà chúng ta quay lại được, quay ngược lại thời gian được để mà đi bắt đầu đầu tư cùng với họ? Vì nếu mà vrátit na blockchainu. My se nemůžeme vrátit na začátek Bitcoinu. Tyhle ti věci jsou dané. To už ten rozvoj přešel. Ale technologie Skyway je úplně na začátku. Ještě nezačal nárůst. Ještě jsme nezačali budovat žádný projekt. Nikde na světě. Všechno tohle to čeká. A my jsme na úplném začátku. Có nghĩa là những cái công nghệ như là blockchain hay là Bitcoin chẳng hạn, thì chúng ta hiểu rằng là nó đã chạy qua rồi, có một cái thời gian đã phát triển rồi, chạy qua rồi, không thể lật ngược lại cái thời gian được, nó đã chạy. Cũng như là bây giờ chúng ta hiểu rằng là Skyway, chúng ta đang đứng trước hoàn toàn một cái hoàn toàn mới. Tại sao? Hiện nay trên thế giới đã có 1 km của cái đường Skyway về đường thương mại nào đâu. Chúng ta trên thế giới chưa có gì cả, cho nên chúng ta đang bước đứng ở một cái giai đoạn bắt đầu của chúng ta là bắt đầu từ đây. Cho đấy là những cái gì mà đã có thì là nó có định sẵn rồi, chúng ta không có thể sửa chữa lại được. Và trong năm 2020 là cái khởi nguyên, là kỷ nguyên khởi đầu của cái kỷ nguyên của Skyway đấy, chúng ta hãy nhớ là như vậy. Nemožné se vrátit na samý začátek rozvoje internetu. Je nemožné se vrátit, jak jsem říkal, na začátek vývoje Bitcoinu. Protože teraz blockchain, novom průmysle se dějí velice významné věci. Ale čoskoro už nebude se možné vrátit ani na začátek rozvoje odvětví Skyway. Byl by som já velice rád, kdybyste o tom věci hovořili, kdybyste tento obrázek ukázali a představili ho, tak vlastními slovami popísali, aký potenciál má teďkom tahle ta technologie, do které můžeme teďkom investovat. A já jsem říkal, že ti možnosti na investování už dlouho nepotrvají. Proto je právě teďkom velmi vhodná doba všechny možnosti oslovit veľa nových lidí, aby viděli o tom potenciáli, nebo toto je potenciál Skywaya. Vy si myslíte, že projekt Skyway, společnosti Skyway, se bude vyvíjat nějakým jiným způsobem? No nebude. A ten potenciál je, kým my dosáhneme těch 100%. Tak ta firma bude velice silná celosvětovo a budeme využívat právě té ovoce, co budeme sklidit za to, co jsme teď udělali.
Như ông đã nói thì chúng ta biết rằng là những cái cuộc cách mạng bắt đầu nó đã xảy ra, và cái như là internet này, Bitcoin này và các cái ngành công nghệ khác nó đã xảy ra rồi. Chuyện đấy là một cái xu hướng như vậy, chúng ta không thể bao giờ có thể lấy lại được, không thể bắt đầu lật ngược lại được. Cho nên là cái vấn đề ấy, là chúng ta hãy nhìn thấy cái tiềm năng của cái ngành công nghiệp của chúng ta đấy, cái sự phát triển nó đã phát triển rồi là không thể lật ngược lại được, không thể thay đổi được. Nhưng mà cái bây giờ quan trọng là chúng ta hãy nhìn lấy cái tiềm năng. Với Skyway ấy, chúng ta bây giờ phải nhìn ra được cái tiềm năng của nó. Bây giờ chúng ta mới là ở trong cái giai đoạn là bắt đầu, mới đoạn mà bắt đầu phát triển, và cái tiềm năng ở đấy là sẽ như thế nào. Và chúng ta nếu mà nhìn vào đấy thì đấy là một cái cơ hội, gần như là cơ hội gần như là cuối cùng rồi. Cái thời gian sau này ấy, có thể là chúng ta sẽ tiếc là tại sao hồi đấy chúng ta không đầu tư vào những cái chúng ta đã biết đấy, các cái ví dụ như các cái nhà Bitcoin hay là các cái chương trình khác. Và thì đấy bây giờ ấy, cho nên là chúng ta phải nhìn ra cái tiềm năng của cái ngành của chúng ta, của cái việc của chúng ta đang làm. Với một cái tiềm năng đấy là một cái công nghiệp mà giao thông là công nghệ mới, nó là hoàn toàn, nó là toàn cầu, và tôi tin chắc rằng là đến lúc nào đấy chúng ta sẽ nhận được những cái thành quả của những cái gì hiện nay chúng ta đang gieo. Podívejte se, nikto nepředpokládal, že v tohletom roce přijde COVID. Ale co se stalo? Ty tisícky firm po celém světě, které se zaoberají různými výrobkami, různými produktami, zkrachovalo. A ještě zkrachují. Protože nemůžou existovat bez logistiky. A když logistika nefunguje, v tom státě nefunguje nic. A toto je právě potenciál projektu společnosti Skyway, že i počas koronavírusu, a my nevíme, co přijde příští rok, ale ukážte jen jedinou společnost, která má plán rozvoje. A když si přečtete naši bílou knihu, White Paper, tam společnost má plán rozvoje do roku 2050. Ukážte mi ještě jednu takovou společnost, která se ví pochválit, že má plán rozvoje do roku 2050. Nenajdete na celém světě. To je ta jistota, že téhle společnosti víme, kde jedeme, víme, co jdeme dělat, víme, jak to budeme dělat a s kým to budeme dělat. A vy můžete být samozřejmě v tomhletom biznise spolu s námi. I ty lidi, kteří ještě příštích pár měsíců, když ještě ten startup bude trvat, můžete oslovit. Như là ông cũng nói này, thì những người đầu tiên đấy mà đã đầu tư vào ví dụ như là Bitcoin ấy, thì có nhiều người đã trải qua, có nhiều người đã rất là nhiều tiền, và tất nhiên là có những người ấy, thì cũng có thể là do vì lý do nọ nó kia là không thể đi theo được. Nhưng mà chúng ta thấy nhìn ra rằng cái tiềm năng của Skyway nó ở trong là như thế nào. Và ở trong cái giai đoạn ấy, mà của cái thời kỳ khó khăn này ấy, là thì chúng ta vẫn đang còn đứng vững. Rất là nhiều các công ty khác là đã có nhiều công ty đã từng phá sản, bởi vì họ đã vượt qua cái ngưỡng của mình, là chúng ta đang mới là giai đoạn bắt đầu, cho nên chưa có cái gì để mà nói. Cho nên là có nói gì ông nói rằng là bây giờ các bạn ai có thể chỉ ra cho tôi thấy là trên thế giới này có một công ty nào đó mà có trong cái sách trắng của mình là đã có một chương trình hành động cho đến từ bây giờ đến năm 2050. Các bạn có thể có không ạ? Ở đây có một điều là chắc chắn đấy, là bây giờ là chúng ta biết là cái tương lai chúng ta sẽ là như thế nào, bởi vì là chúng ta biết là chúng ta ở làm gì, chúng ta đang sẽ làm gì, làm ở đâu, chúng ta ở vị trí nào, và chúng ta biết làm như thế nào. Cho nên là chúng ta không còn có cái vấn đề gì lo lắng cả. Vấn đề là thời gian nhanh hay chậm, nhưng mà chắc chắn là phải được. Bởi vì sao? Vì chúng ta là có nắm trong tay công nghệ, và chúng ta biết chúng ta làm gì, và chúng ta là
ở vị trí nào và làm ở đâu. Đấy là nói về đấy cái tiềm năng của Skyway để mà chúng ta không còn phải lo ngại là việc tại sao lại đầu tư vào đây và hỏi tại sao lại có thể chậm trễ như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là trên thế giới đang bao nhiêu công ty đang phá sản, kể cả hãng hàng không, bao nhiêu các cái nhà máy sản xuất cũng phải đóng cửa vì cái corona. Nhưng mà chúng ta hiện nay là mới bắt đầu, cho nên chúng ta chẳng có gì phá sản đấy cả. Chúng ta không lo trong cái tương lai của chúng ta, bởi vì chúng ta nắm được cái vận mệnh của mình. Đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng là tất cả các cái nhà đầu tư chúng ta phải hiểu, nên hiểu cái điều đấy để mà không còn lo ngại tại sao là cái việc mà kéo dài gia hạn đến nó lại nhiều đến như vậy, nhàm với chán. Đấy hoàn toàn không phải là như vậy đâu. Cái cách nhìn của chúng ta phải nên có một cách thay đổi. Takže z mé strany, tohle to je všechno, co jsem vás chtěl říct. Já se těším na další setkání s vámi. Příští týden, jak jsem říkal, budeme mít meeting s top expertami přes Zoom systém. Pevně věřím, že většina top expertů se přihlásí. No samozřejmě určitě budou nové informace, nakolko my teď připravujeme meeting aj s pánom Anatolijem Eduardovičem Junickým. Tento týden nebo příští týden se máme s ním setkat přes Skype. No a když budou samozřejmě nové informace, tak vás budeme informovat. Děkuju, že jste se připojili, mějte se hezky, dobrou noc, protože vo Vietnamu je už večer. No a jak jsem říkal, uděláme všechno společně s Vladimírem, aby jsme velice v krátké době mohli přijet do Vietnamu a potkat se osobně. Mějte se pěkně. Naschledanou. Về phía ông Sula ấy, thì ông nói là hôm nay thì ông nói đã nói rồi, và cũng rất là cảm ơn các bạn là có dành thời gian để mà cùng vào đây để cùng nghe cái chương trình này. Và ngài Sula ấy cũng nói rằng là đã bàn với ngài Vladimir Maslov về cái công việc luôn luôn là để hướng về cả bên phía Việt Nam. Trong tuần tới sẽ có những cuộc webinar cùng với các top expert, thì hy vọng là các bạn là sẽ cùng tham gia. Và trong những thời gian vừa rồi thì hai ngài là cũng đều nói cái khả năng là làm thế nào để mà phát triển phải sang được cái thị trường Việt Nam để cùng làm cái công việc mà hiện nay đang còn dang dở. Nói thì cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt hôm nay tại đây, và chúc các bạn sức khỏe và ngủ ngon. Với hiện nay là tại Việt Nam chắc là ban đêm rồi. Samozřejmě děkuji Teovi za báječný příklad. Tất nhiên là cái lời phiên dịch của ông Theo, và hãy xin gửi lời chào hết đến tất cả các anh chị em trong những ngày hôm nay, và xin chào và chúc ngài Sula và Vladimír hodně úspěchu, hodně zdraví v tomto období. Xin chào. Děkuji. Xin chào. Bye bye.